Đơn ca tài tử Mỹ Thứ, câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Đông Hưng xin trân trọng giới thiệu giọng ca Kim Hồng. Chào bà con Mỹ Thứ, tôi là Kim Hồng, tôi ở xã Đông Hưng, tặng bà con Mỹ Thứ 8 câu Nga Mai. Thank you.